Các bạn đang nghe podcast Mật Mã Âm Nhạc với những trải nghiệm từ cuộc sống, hoàn thiện bản thân, phong cách sống tối giản, chia sẻ cộng đồng. Podcast được thực hiện bởi nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Tiến Mạnh. Mời các bạn hãy cùng đồng hành với Tiến Mạnh và cùng trải nghiệm trong podcast Mật Mã Âm Nhạc. Chào mừng các bạn đã đến với Mật Mã Âm Nhạc. Podcast hôm nay là tập 4 nằm trong series Cảm Nhận Âm Nhạc với những chia sẻ của Tiến Mạnh khi sáng tác Romance Mùa Cổ Điển, lời thơ của nhà thơ Hoàng Thiên Nga, hòa âm nghệ sĩ ưu tú Doãn Nguyên. Tác phẩm đã được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, ca sĩ Minh Tuyến trình bày. Tiếng tơ lòng qua biển biếc.
Để nói về hoàn cảnh sáng tác tác phẩm này thì Tiến Mạnh nhớ là vào khoảng năm 1999, cũng có thể là sớm hơn, thì tình cờ đọc được bài thơ Mùa Cổ Điển của nhà thơ Hoàng Thiên Nga trên một bài báo. Lúc đó thì đã ôm đàn guitar để phổ nhạc. Tuy nhiên lúc đó Tiến Mạnh cũng chỉ phổ nhạc được khổ thơ đầu. Mấy năm sau thì trong một đêm không ngủ, chợt tìm thấy bản thảo đang viết dở từ trước đây, đọc kỹ lại bài thơ và ngay lập tức những giai điệu âm nhạc ùa về, tuôn chảy và mình chỉ việc ký âm lại. Trong quá trình phổ nhạc cho bài thơ Mùa Cổ Điển, mình còn đặt cho nó một cái tên khác là Tiếng Xưa, vì nội dung của bài thơ là những hoài niệm thanh âm xa xưa vọng về. Trong bài chảy âm nhạc thì cần phải điều chỉnh thêm bớt một số từ ở trong thơ để cho nó phù hợp. Và sau khi tác phẩm hoàn thành thì đã được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam vào khoảng năm 2006. Tiếp sau đó thì mình cũng đã liên lạc được với nhà thơ Hoàng Thiên Nga qua email, trao đổi về việc chỉnh sửa thêm bớt một vài từ và cấu trúc của bài thơ và đã nhận được sự đồng cảm của nhà thơ. Trong những ngày đầu tháng 9 năm 2022 khi làm podcast về tác phẩm này, thì mình đã liên lạc lại được với nhà thơ Hoàng Thiên Nga với mong muốn là nhà thơ sẽ chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác và thông điệp trong bài thơ Mùa Cổ Điển. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhà thơ, nhà báo Hoàng Thiên Nga sẽ có đôi lời giới thiệu về bài thơ này. Nhạc sĩ Tiến Mạnh hỏi tôi, chị sáng tác bài thơ Mùa Cổ Điển trong một hoàn cảnh và bối cảnh như thế nào? Câu hỏi ngắn gọn mà đã làm sống dậy trong tôi bao nhiêu kỷ niệm sục sôi về một thời lãng mạn, trẻ trung hơn 30 năm về trước. Lúc đó tôi đang là cô sinh viên năm thứ 2, khoa văn trường Đại học Đà Lạt. Chúng tôi ở ký túc xá, cách phố Đà Lạt gần 5 cây số. Vậy mà khi mà được biết tin là ban nhạc guitar cổ điển của câu lạc bộ Phú Nhuận lên để biểu diễn một đêm duy nhất với chủ đề là nhạc cổ điển của Andres Segovia, thì tôi đã cố gắng rủ bạn bè đi mua vé, đi nghe nhạc, nhưng không có một bạn nào đi cả. Rốt cuộc thì chỉ còn có một mình tôi. Cái giá vé lúc đó là bằng tiền ăn cả 2 tuần cuối tháng của tôi. Nhưng mà tôi quyết tâm đi. Hùng Dũng mặc một cái áo gió. Trong túi áo lại có một con dao bấm nhỏ, tay cầm chặt con dao. Và đi bộ trong một đêm lạnh buốt, đầy sương mờ, từ ký túc xá
ở đường Phụ Động Thiên Vương, đi ra tới câu lạc bộ Dạ Hương ở giữa phố Đà Lạt, vào một góc phòng, không còn tiền để mua một ly nước nào nữa, nhưng mà ngồi nghe trọn một đêm nhạc với tràn trề cảm giác hạnh phúc. Nghe nhạc xong tôi lại đi bộ về. Một quãng đường rất là dài, sương mờ mịt, tay thì nắm chặt con dao trong túi áo, nghĩ thầm cầu trời đừng có thằng nào trong bụi nhảy ra. Nó mà nhảy ra thì chắc mình chạy không kịp. Thế rồi về đến phòng, cứ ám ảnh mãi về những hình ảnh, những âm thanh réo rắt, những giai điệu đẹp tuyệt vời trong đêm nhạc, không ngủ được. Và trở dậy tôi đã viết nên bài thơ này: Tìm lại mùa cổ điển, khép mi trong tuôn đổ êm đềm, giai điệu thầm thì thương mến, vỗ về vào giấc ngàn đêm. Sương gầy ngón tài hoa đến vậy, vắt tràn tim cung bậc tái lòng, mắt cạn hồn sâu thâm thẳm, dìu nhau lên đỉnh mùa đông. Thực tế thì chẳng có ai dìu nhau lên cái đỉnh nào cả, nhưng mà sinh viên khoa văn là như vậy mà, lãng mạn là như thế. Và những cái giai điệu đẹp, những cái đêm nhạc như thế cho người ta một cái cảm giác sống trong một cái thế giới khác. Nó hoa mộng hơn, nó tinh khôi hơn, nó quên đi những cái thiếu thốn, những cái khó khăn trong cái cuộc sống thường nhật, để người ta đắm chìm vào một cái cõi mà đầy mộng mơ. Sáng hôm sau chúng tôi vào giảng đường, rồi giờ ra chơi giữa buổi. Thì thường là sinh viên khoa văn hay ra đồi cù, lúc đó đồi cù chưa bị rào lại đâu. Chúng tôi ra ngoài đồi cỏ, nằm trên cỏ phơi nắng. Tôi nhấm những cọng cỏ xanh và cảm thấy là mình thật sự không thể thiếu âm nhạc được. Âm nhạc nó cho tôi một cái cảm giác tinh khôi, trong sáng và thật là đẹp. Nó không có vương vấn một chút nào những cái đố kỵ bon chen, những cái ích kỷ, những cái vụn vặt, những cái không đẹp một chút nào của cuộc đời thường. Mà một cái cô gái từ một cái chốn quê nghèo như tôi, rất là thật thà, thơ ngây, vẫn thường phải ngỡ ngàng tiếp xúc mỗi ngày. Và cái sự thổn thức vì quá nhạy cảm của tôi đối với tất cả những cái biểu hiện như vậy của cuộc đời vào cái thời điểm lúc bấy giờ, chỉ có thể được làm lành lại bằng cái cảm xúc đẹp đẽ của âm nhạc. Vì vậy mà ở trên đồi cù tôi viết tiếp khổ thơ tiếp theo: Tìm về cổ điển, ngã vào mênh mông, rã rời buông thả mảnh đời hư không, trả cho người những dối lừa ngụy biện. Ta khát khao cỏ non xanh, nghe máu ứa dịu dàng cổ điển, hồn bay theo giọt sáng trong lành. Sự nhạy cảm và phơi bày bộc lộ đến tận cùng của một người làm thơ trên những trang giấy, nó không phù hợp với cái công việc khốc liệt với nhiều cái thử thách của tôi sau này, như là trong 26 năm là trưởng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên. Chỉ riêng đối với mảng chiến đấu chống tiêu cực tham nhũng, nó đã ngăn không cho tôi được bộc lộ cái sự yếu mềm, những nỗi buồn, hoặc là những cái tâm trạng quá riêng tư lên mặt báo, lên mặt giấy nữa. Vì vậy hầu như tôi không còn làm thơ sau những tập thơ đầu tiên. Chính vì vậy mà khi nhạc sĩ Tiến Mạnh bền bỉ liên hệ với tôi sau hơn 10 năm, sau hơn 10 năm kể từ ngày anh phổ nhạc, rồi cái bản nhạc được trao giải thưởng, rồi bây giờ anh lại muốn thực hiện cái ca khúc này làm thành một cái chương trình ở trên Postcard Radio, với cái lời kể của tôi, với cái tâm tình của tôi chia sẻ về sự ra đời của bài thơ này, đã dậy lên trong tôi rất nhiều kỷ niệm mà đã hơn 30 năm trôi qua. Tôi rất trân trọng cái sự tử tế đàng hoàng của anh về cái việc mà tôn trọng bản quyền tác giả đối với một bài thơ nhỏ.
Và tôi nghĩ đó là cái cách ứng xử mà các nghệ sĩ chúng ta nên luôn nhớ. Những người bình thường chúng ta cũng đã phải ghi nhớ điều đó rồi, thì những người làm nghề, đặc biệt là làm nghề âm nhạc, một cái lĩnh vực đẹp đẽ như vậy, càng phải trân trọng cái điều đó hơn. Mùa cổ điển có lẽ không phải là một bài thơ dễ hiểu, nhưng nó đã được cảm nhận bởi những tâm hồn đồng điệu tinh tế, cùng khát khao được sống những giờ phút thật là tinh khôi, thật đẹp, thật là ấm áp tình người, đã từ chối tất cả những gì là dối lừa, là ngụy biện. Và tôi nghĩ nhạc sĩ Tiến Mạnh đã cảm nhận được sâu sắc điều đó. Anh đã yêu nó và anh đã đưa cái tiếng nhạc của mình vào trong từng cái ca từ một cách đầy đồng điệu, với cái mong muốn là khi tiếng nhạc cất lên thì mọi người sẽ một lần nữa biết đâu thấy được lại cái cảm giác hạnh phúc như ngày nào tôi, một cô gái sinh viên năm thứ hai, trong một đêm sương mờ ở Đà Lạt, đã đi bộ ròng rã đi và về 10 cây số chỉ để được nghe những cái giai điệu thật đẹp từ những cái ngón tay gầy như những nhánh xương cất lên những cái âm thanh mà cái cuộc sống ngày thường không thể nào có được giai điệu đẹp như thế. Vâng, Tiến Mạnh xin được gửi lời cảm ơn tới nhà thơ, nhà báo Hoàng Thiên Nga đã dành thời gian cho podcast hôm nay. Về cấu trúc âm nhạc thì tác phẩm này được viết ở hình thức hai đoạn đơn và phần kết coda. Tính chất âm nhạc, trữ tình, tự sự, sâu lắng, hoài niệm. Ngôn ngữ thuộc thể loại nhạc thính phòng, còn gọi là romance hay ca khúc nghệ thuật. Tác phẩm có xuất hiện những dấu hóa bất thường và thủ pháp ly điệu. Đoạn 1, mình đặt tên cho nó là những hoài niệm về xa xưa. Hình tượng văn học trong bài thơ Mùa Cổ Điển của tác giả Hoàng Thiên Nga là những cảm xúc tinh tế mở ra một không gian đa chiều trong nội tâm, cùng với những hoài niệm về một thời đã qua, một không gian mở, đầy khát vọng và lãng mạn, say đắm. Nhắm mắt lại để thưởng thức những thanh âm từ xa xưa vọng lại trong giấc mơ. Âm nhạc có thể đưa chúng ta lãng du tới những không gian của núi cao, rừng thẳm, của sóng biển rì rào, hay là sự cảm nhận về hơi thở ấm áp trong mùa đông băng giá, hoặc chỉ đơn giản là hòa mình vào trong những giai điệu êm đềm, trở về nơi mà chúng ta vốn thuộc về. Tìm lại mùa cổ điển, ta khép mi trong tuân đổ êm đềm, giai điệu xưa thì thầm thương mến, vỗ về ta vào giấc ngàn đêm. Ôi mười ngón tài hoa đến vậy, vắt tràn tim cung bậc tiếng tơ lòng, qua biển biếc rừng xanh núi thẳm, hơi thở nào dìu ta giữa mùa đông. Trong đoạn 2 của tác phẩm cho ta thấy được sự khao khát về sự tinh khôi nguyên bản ban sơ. Bởi vì trên thực tế khi mà mỗi chúng ta có nhiều trải nghiệm ở trong cuộc sống, ở mọi tình huống, ở mọi phương diện, mọi hoàn cảnh, mọi vị thế, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận thấy rằng là cái sự chân thành ban sơ, sự nguyên bản, trong sáng, ngây thơ của tâm hồn mới là điều đáng trân quý nhất. Buông bỏ và trả lại hết tất cả những dối lừa ngụy biện để trở về và khát khao với thời cỏ dại non xanh, thuần khiết, không ràng buộc, cảm giác được thảnh thơi, ung dung, bước đi ngang qua cuộc sống vốn đầy vô thường. Âm nhạc và thơ có sự kết nối kỳ diệu, xóa đi những ranh giới và giúp con người trở nên bao dung hơn với tình yêu thương rộng lớn dành cho nhân loại và muôn loài.
trả cho người những dối lừa ngụy biện. Ta khát khao thời cỏ dại non xanh, nghe vang mãi lên dịu dàng cổ điển, hồn bay theo từng giọt sáng trong lành. Tìm lại mùa cổ điển, ngả mình vào mênh mông, tay dã rời buông thả một khoảng trời hư không. Trong phần kết coda này, nó như một vĩ thanh và dư âm, những hình tượng âm nhạc hòa nhập vào tứ thơ. Khổ thơ cuối được điệp lại hai lần, vừa để khẳng định nội dung suy tư của tác giả nhạc và thơ về khoảnh khắc thăng hoa, để rồi hòa tan trong thanh âm miên viễn cuộc đời của mùa cổ điển mênh mông, vô định, lãng du vào khoảng trời hư không. Tìm lại mùa cổ điển, ngả mình vào mênh mông, tay dã rời buông thả một khoảng trời hư không. Tìm lại mùa cổ điển, ngả mình vào mênh mông, tay dã rời buông thả một khoảng trời hư không. Qua bài thơ mùa cổ điển của nhà thơ Hoàng Thiên Nga, khi mà Tiến Mạnh đã bắt gặp và phổ nhạc cho bài thơ, thì cũng có thể nói đây là một cái mối lương duyên giữa thơ và nhạc. Bởi vì những cái triết lý ở trong thơ là một chất liệu rất là quý giá để chắp cánh cho âm nhạc của Tiến Mạnh. Nhà thơ đã gửi vào trong đó bức thông điệp thật là giản dị, đó là sự đam mê nghệ thuật, hướng tới cái đẹp thuần khiết, sống hết mình trong những ước mơ, đi tới những khoảnh khắc thăng hoa tận cùng. Có những ý niệm không thể diễn tả bằng ngôn từ lời nói, mà chỉ có thể cảm nhận được nó bằng cách chiêm nghiệm, suy tưởng, im lặng và lắng nghe. Khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tiến Mạnh trong Mật Mã Âm Nhạc podcast và những chia sẻ của mình khi sáng tác Romance Mùa Cổ Điển, lời thơ của nhà thơ Hoàng Thiên Nga, ca sĩ Minh Tuyến trình bày. Chúc các bạn luôn bình an và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Thân mến chào tạm biệt các bạn.